giao lưu anh em cụ mai rừng nha. Này cụ đế nó bị vip anh em à. Đó, anh em chặt hạ đầu ngang như đây nè. Đó. Dễ là xuống đất đó luôn nha. Đó, lò bằng cũ đó anh em, bằng cũ đó. Cây bự cây em nè. Dễ ok. Để em đo cái thước trước đây. Anh em xem. Đo bằng cũ nè. Đo bằng cũ rồi. Cũ nó là 100. Đo bằng cũ nghe đo vị trí đó rồi. 119. Bằng cũ đo vị trí xéo rồi đó là 119 nha anh em. Đo bao tròn từ đây xuống đây là chắc có 100 á. Rồi, quanh cũ đây. Quanh cho anh. 19 đó là 67. Quanh cho đó 67 nha, quanh ngọn. Quanh chốt ngọn. Chốt ngọn 50. Chốt ngọn 50. Rồi, quanh đi đây. Hèn lưng ơi. Đó. Lưng của nó là 60. Rồi, còn vô đâu, quanh xéo đây nè. Đó. Thế nào? Đó. Đây ha. Đây nè. Quanh đây nè, bao xuống đây nè. Ừ. Đây bao này. Đó, bao đó bao gì luôn. Ờ. Đó, có đâu? Hả? À, một cái thước nữa hả? À, dưới này lên này nè. Rồi, đâu quanh đây nè. Nhìn cái thước dưới lại rồi à, chỉnh lại. Khác khác vô. À, đó. Rồi, quanh đây là 90. Quanh cho nó 90 nha anh em. Đó, cái này anh em. Chiều cao. Cũng nha. Chiều cao ơi. Chiều cao từ dưới đáy đây lên. À, 1m12. Cao 1m12 nha anh em, chiều dài. Chiều bay nè. Chiều bay của nó là 1m53. Chiều dài 1m53 nha, để ngang rồi chỗ. Ngang. Để ngang. Để ngang ở đây nè, từ đây nè, từ ngang đây cái vị trí của góc đá. Đó nè. Giao bài ghế kìa. Đó. Đó. Đây là 60. Để ngang từ đây ra đây 60 nha anh em. 60 hay 90 lộn hả? 90 chứ, sao 60 được. Đúng rồi. Coi một cái. 90. Để ngang 90 nha anh em. Cái này khủng nha. Anh em thả chỗ ngang nha. Vô đây nè. Đó, thả là dễ để xuống đất hết luôn nha. Cũ hơi bị ghiền nha anh em. Xem nào. Cây này hai người khiêng nha. Cái đi, mấy điểm này là lũ nha anh em. Lũ thép nha, không bọng nha. Mấy đầu dễ không bọng nha. Mấy cái này anh em về xử lý đổ xi măng vô nha. Đổ xi măng vô mình nhét viên đá ở đây nữa đẹp luôn á. Đó. Đó nó bao vậy nè. Đầu cối sạch sẽ nha. Nó bọng lên tới đây à. Em tập thử rồi. Em anh em coi nè, cũ rồi. Bự nha. Đây nó có miếng lũ nha, nằm sát đá. Cây này hoài khủng lắm. Ôm đá nha. Em coi nè. Cây đẹp cây nha. Dễ là xuống chậu hết luôn nha anh em. Anh em thả chồng ngang là êm luôn à. Dễ nè. Dễ nè, hai đầu dễ, ba đầu dễ nè. Dễ nữa, cây này ok nha. Rồi, giao lưu anh em cái mai rừng chân dài nha. Cây chân dài đẹp nha anh em. Cây này ở ngoài khủng nha. Em đưa em quay sát lại cho anh em coi. Đo cái thước thôi. Dễ ok nha. Mình chuẩn nó đây. Mình chuẩn nó đây. 64. Mình chuẩn 64 nha anh em. Mình ngọn. Đầu ngớt ngọn nha, đẹp nha. Ngọn 35. Ngọn 35. Ở đây không? Đây được rồi. Rồi, chiều cao đó ngang ơi. Cái này của nó là cái này nó 70 74. Đế ngang 74 nha. Chiều cao. Chiều cao nó 1m28. Chiều cao 1m28 nha. Cô vú đo thì lít rồi, bay ra luôn, thử chiều dài ra. Đo 80. Từ đây ra từ đây ra 80 nha. Cây dễ ok nha anh em. Dưới đây ba dễ nè, dễ lòng rồi nè. Đây mấy dễ nè. Đây. Đây cũng hai đầu dễ nè. Bên này hai đầu dễ nha. Cây lắc lượng đẹp ra.
dễ này lên đây nó hồi cũng lại nha. Đầu sạch sẽ nè. Đây có miếng lũ nha, lũ thép. Đây nè, lũ nha, lũ thép, lũ sạch nha. Mặt này không sống nha, mặt dưới đây lũ thép nha nè em. Thép lũ sạch luôn ạ. Cây này quà thực tế đẹp lắm, bự. Em xem nè. Quái nha. Cây này quà bự mà này mà, anh em so nè, thấy không, tay em nè. Đít nữa nè, đít bò đá nha, quả thực tế đá, mặt nào cũng đẹp chưa, ok nha, đầu đẹp lắm anh em à, phần này nè, phần này đổ lên nè, đẹp. Giao lưu anh em cây mai dừng nha, cây này đế trái 24 giờ củ nở nha, đậu nó giót ngọt lên đẹp á, cây dễ nhiều nha. À, rồi đo thứ đi, đo củ dưới đi, quanh đo chính xác củ luôn, củ ha, củ dưới hả, củ này nè, củ dưới, củ à, quanh chơi quanh dưới quanh giữ quanh ngọn nữa, rồi quanh đây 76, quanh đó 76, quanh củ đây, rồi quanh giữa đây nè, quanh giữa củ á. Giữ cũ nè, quanh đây 70. Ủa, đo đo quanh dưới lại sao 76 vậy? Giữ luôn nè, bao qua cái lũ về luôn nè, 77 là 76. Quanh dưới đó 76 nha anh em. Quanh cũ nhiêu? Quanh cũ đây nè, cũ đây nè, 70. Rồi, cũ 70, giòn ngọn rồi, cây dốc ngọn lên đẹp á. Ngọn 42. Ngọn 42, cao đến ngang rồi. Chiều cao. Chiều cao nó 1 mét. Cao 1 mét nhìn lên. Rồi đế ngang. Ngang. Cây dễ ok nha. Đế ngang nó 86. Đế ngang 86 nha anh em. Cây dễ ok nha anh em. Để 24 giờ nha. Đầu cổ sạch sẽ nha. Nhưng mà cường ăn lại, cường ăn lại thì bò nó trống. Dễ nè, chảy nè. Ăn lại nó còn 80. Cây nó không có đầu qua đẹp nha. Mặt đây có miếng lũ. Đây, có miếng lũ đây nè em. Từ đây nó có miếng vọng lũ con gan hơn gan nè. Không bỏ không dễ nha. Đó. Đầu nó vọng lên cứ tới đây nè. Cái đế để đều nha. Đây này không có đôi chuột nha anh em, để chảy à. Củ đế bự nè, nghe coi nè,